Xin chào các bạn đã quay trở lại với Unitool. Hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một cái thương hiệu mới có mặt tại Unitool, đó là Tsunura. Nói mới thì không phải mới, vì trước đây mình đã làm một cái video về cái kìm cắt và kìm mỏ nhọn hay kìm đầu bằng của Tsunura rồi. Thì cái hãng này thực tế họ chuyên về kìm, tuy nhiên là có một cái mảng nhỏ nữa, đó là về cái sản xuất lục giác hay những cái đầu tê. Đây, như các bạn có thể thấy đó, hầu hết là họ lục giác ở đây người ta có sản xuất là toàn những cái bộ cơ bản thôi, ví dụ như là bộ dài đầu bằng đầu bi, bộ ngắn đầu bằng đầu bi và hai cái bộ đầu bằng loại dài loại ngắn đó. Đấy thì gồm có bốn cái bộ cơ bản như thế này. Thì hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ lục giác loại ngắn của Tsunura, có gồm có hai loại, một đầu là đầu bi, đây các bạn thấy đầu bi, và một cái dòng loại bên cạnh đối diện của nó đây là đầu bằng. Đó, rồi ok. Thì đóng hộp của cái bộ lục giác này thì được đựng trong cái vỉ nhựa, các bạn có thể thấy đây, vỉ nhựa của nó đây, mặt trước. Đó, mặt sau thì nó có gồm có chú thích một vài những cái thông số dùng để mở những cái bu lông lục giác chìm này, có hai hệ và thông số tương đương, các bạn có thể nhìn thấy này, từ 1,5 cho tới là 10 mm, tức là thông số của mấy cái cây lục giác này đây, 2, 4, 6, 8, 9, trái 9 cây lục giác này. Đây, made in Japan, các bạn có thể thấy chữ rất là nhiều chữ tiếng Nhật hay là mã vạch, có thể check dùng check mã code. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái bộ lục giác này như thế nào. Bộ lục giác này đây là nguyên bộ lục giác mà mình đã mở bóc ra trong cái vỏ đóng hộp của nó, thì gồm có 9 cây. Nó nhất của nó là từ 1,5, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10. Tsunura đóng gói trong vỉ nhựa. Đây, nói chung là cách đóng gói này phổ thông hầu hết là các hãng nào cũng làm. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy ra một cái cây size nhỏ nhất để các bạn coi. Mình sẽ lấy từng cây một này cho nó dễ hơn này. Đây là size 10 này, size 8 này, 6 này, 5 này, 4 này. Đấy, xem một chút này cho có nghệ tính, cho sắp đặt một tí. Size 3, 2,5, 2,5, 2 và nhỏ nhất này, nhỏ nhất là 1,5. Đấy, thì các bạn có thể thấy là ngay cả cái size nhỏ nhất thì thông số của nó cũng được in lên trên đây. Đây là hãng này, Tsunura này, 1,5 này, made in Japan. Đấy, cây này thực ra nó hơi bị nhỏ, các bạn xem có thể khó thì mình sẽ lấy cái cây to nhất ở đây, tức là size 10, cho các bạn xem tổng quan cho nó dễ này. Đây, Tsunura 10mm made in Japan, in trực tiếp lên thân của sản phẩm luôn. Đấy, thì gồm có hai đầu, mình nói lại một chút. Đầu này là đầu bi, đầu bi được vát tròn 6 cạnh như này. Thì ứng dụng của nó như thế nào thì nó dùng để mở những cái bu lông lục giác chìm nằm tại những cái vị trí khó, thì các bạn có thể vặn như thế này cũng được, khi mình thao tác lục giác mình vặn như thế này cũng được, hoặc là vặn chéo như thế này cũng được. Đối với một số những cái vị trí góc hẹp thì ta có thể thao tác như thế. Đây là đầu bằng, bằng này thì là loại phổ thông rồi, nó chỉ vặn được một góc, đó là góc thẳng đứng này thôi. Đó, đây. Vật liệu thì cấu thành thì từ chrome palladium, bề mặt thì được CM mạ bóng thì đó, đấy các bạn có thể thấy này. Nói chung là về hàng Nhật, về tính thẩm mỹ của nó thì quá là đẹp rồi. Công nghệ luyện kim thì đó là một điều bí mật mà chả hãng nào tiết lộ cả. Tuy nhiên là nó rất là bền, bởi vì nó là hàng Nhật, nó đã đạt được những cái chứng chỉ như bạn thể thấy này. Đây, chứng chỉ mà nó đạt được này, GQA, chứng chỉ của Nhật Bản nó. Đó, thì trên đây là một cái bộ lục giác ngắn 9 chi tiết, từ size 1,5 cho tới size 10, một đầu bằng, một đầu bi. Ok, thì cái bộ lục giác này chi tiết về giá của nó như nào thì mời các bạn vui lòng xem tại link bên dưới video. Ngoài ra thì hãng Tsunura là một hãng có rất nhiều loại, mình giới thiệu một chút, có rất là nhiều loại kìm, tuy nhiên là nó không phải là dòng kìm cộng lực, mà đây là những cái dòng kìm ví dụ như là kìm bấm cốt này, kìm tuốt dây, kìm cắt, kìm đầu bằng, kìm mũi nhọn, kìm mỏ quạ, kìm mỏ phe. Đấy, từ những cái loại kìm cơ bản này mà tùy thuộc ứng dụng họ làm ra những cái đầu mũi kìm khác nhau, thì nó chia thành rất nhiều loại. Đây các bạn thấy đấy, có rất nhiều loại. Và chi tiết từng cái cây kìm nhà thì mình sẽ làm những cái video về cái kìm, dòng kìm cắt Tsunura này cho các bạn xem nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.